chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh quốc thành apka và bộ đôi Rimuru và Suna đã ra mắt được một thời gian rồi các bạn ha. Từ lúc chúng ta phòng đón bộ kỹ năng rồi chúng ta dự đoán thưa con nào ngon và bình luận về bộ kỹ năng của Rimuru cũng như là bộ kỹ năng của Suna. Thì hai bé này đã ra được một khoảng thời gian rồi các bạn. Và hiện tại thì cái con đường đội tướng của chúng ta, chúng ta chỉ còn chờ bên xe chính là tầm khoảng 22 ngày nữa là chúng ta có thể đổi được bộ đôi này về. Hiện tại thì các bạn đã chuẩn bị bao nhiêu xu anh hùng Sumikung, su Mê Cung, xu đấu trường 3 với 3 để các bạn chuẩn bị đổi về các cặp đôi này rồi các bạn để các bạn đổi được các cặp đôi này rồi các bạn hôm bữa thì mình xài hơi lố cái xu đấu trường nên hiện tại nó đang bị thiếu nha các bạn nhưng không sao về việc còn hai mươi mấy ngày cày đủ tài nguyên để chúng ta đổi bộ đôi này đối với mình các bạn nó vô cùng đơn giản nên mình có thể xài tiệt ra mình xài thả ra nói chung là mình đối với cái con à của mình đó, thì việc mà bị thiếu xu đấu trường để đổi những con tướng này nó không phải là cái gì đó quá ghê gớm các bạn không phải là cái đó ghê quá ghê gớm ha mình có thể xoay sở được tuy nhiên đối với nhiều bạn newbie á, thì có nhiều bạn thì xác định ngay từ đầu cũng như là nói với mình là chắc chắn 100% trăm là các bạn không đủ tài nguyên để rước về bộ đôi rimuru và suna và nếu trong cái điều kiện đó là các bạn không đủ tài nguyên để rước về bộ đôi rimuru và suna thì các bạn sẽ chọn ai một trong hai các bạn nếu mà các bạn chỉ lấy được một con tướng thì các bạn nên chọn ai một trong hai giữa con rimuru và suna thì chúng ta nên chọn con tướng nào các bạn và sau đây sẽ là cái video giải đáp thắc mắc của mình ha các bạn thấy mình thiếu rất là nhiều xu anh hùng nhưng mà các bạn không lo các bạn nhìn nè đó xu anh hùng đối với mình đó. bấm một phát là dư dài giờ đó su anh hùng đối với con ạc này thì không phải là lo ha mấy cái xu kia thiếu thiếu một xíu đó các bạn nhưng các bạn không sao cày lên rất là nhanh tầm hai mấy ngày là dư sức để chúng ta cày full bên cạnh đó chúng ta còn có cả một đống xu từ mê cung ảm đạm nữa à nhắc tới cái mê cung ảm đạm thì sắp tới thì chúng ta có cả chức năng càng quét kể cả tầng 3 các bạn tầng 3 của mê cung ảm đạm chúng ta cũng có thể càng quét được sướng không đỡ tung công phải đi các bạn ha dù gì đây nó cũng là một cái chế độ chơi gọi là thủ tục thôi các bạn thì nên vậy quét luôn để lấy về tài nguyên thay vì bắt người ta đi tốn thời gian các bạn và mình mong một vài cái chế độ chơi uh, chơi lâu đó, nó trở thành cái gọi là cái thủ tục các bạn thì các bạn cũng đừng nên đừng nên quá khắc khe nên cho quét luôn đi các bạn ví dụ nha mình ví dụ một vài cái chế độ chơi cũng nên cho cái chế độ quét dành cho những người chơi đã hoàn thành bao nhiêu lần đó các bạn cho người ta quét luôn đi đừng tốn công phải đi chi tiêu cực mình đề xuất là cái thung lũng sương mù này cho quét luôn đi nó rất dễ các bạn quét full 3 sao và full quà rồi cái tiếp theo là cái kẻ nứt thời gian dành cho à câu đi đỡ tốn thời gian cho quét lên tầng 300 đi từ tầng 1 lên tầng 300 mở khó tới bao nhiêu thì cho quét lên luôn các bạn của cần đi tự động quét luôn càng quét luôn như là mê cung này chúng ta càng quét luôn các bạn ha những chế đồ chơi như đó nó lặp đi lặp lại rất là nhiều những người chơi lâu năm các bạn thì gần như là nó nó quá bình thường rồi nó không còn cái tí tư thách gì nữa thì thôi thì gần như là thủ tục hành chính thôi các bạn khi đừng có hành người ta nữa cho người ta lấy về tài nguyên nếu bạn thông qua một việc là chúng ta nhấn một nút quét giống như mây cung vậy thì quá tốt các bạn ha đây là một số ý kiến của mình quay trở lại chủ đề video đối với một con một số ạt newbie ấy, chúng ta không có khả năng đổi về cả hai cái con tướng là rimuru và suna thì lời khuyên nào dành cho các bạn đó là nếu mà đổi được một chỉ được một trong hai thì các bạn sẽ chọn Rimuru hay là Suna. Nhiều bạn kêu là phanh ruột của Rimuru nên là lấy Rimuru bất chấp thì ok. Bạn mấy bạn mà kêu là phanh ruột này nọ gọi là tôn sùng tôn sùng các bạn thì các bạn có thể lấy bất chấp và không cần suy nghĩ tới vấn đề gì. Này thì chúng ta không bàn cãi ha. À, còn nếu mà một số bạn nào mà suy tính tới cái việc mà được hơn các bạn được cái con nào mang nhiều lợi ích hơn cho các bạn kêu các bạn lấy về giữa con Rimuru và Suna thì lời khuyên chân thành của mình và mình biết rằng đây cũng là lời khuyên của rất là nhiều bạn nếu mà các bạn đặt cái câu hỏi này lên nhiều group á cũng như là diễn đàn đó là rất là nhiều bạn sẽ khuyên các bạn nên lấy về một con Suna rõ ràng rồi các bạn đầu tiên là xét về lớp tướng thì Suna là support Rimuru là pháp sư nhưng mà các bạn có thể thấy cái khả năng gây sát thương của con Rimuru đó, nó vô cùng hạn chế. Rimuru được cái thì nó mang danh là pháp sư nhưng mà cái vai trò nó trong team thì gần như là một con sụp bọt các bạn. Rimuru mang danh là pháp sư nhưng vai trò trong team thì gần như là một con sụp bọt với việc là bút cho team thông qua việc là kỹ năng đặt tên các bạn. Còn việc mà Suna làm được thì rõ ràng mình thấy là nó nhiều rất là nhiều so với Rimuru. Một là các bạn các bạn thấy ha cái kỹ năng đặc biệt và quan trọng nhất của Suna đó là ngang đối phương có thể nổ số độ lần đầu của đối phương không những số nổ mà còn làm mất cái ngưỡng nổ của đối phương các bạn tức là nó xài mana để nổ nhưng mà nó không nổ thành ra là vừa mất mana vừa mất một lần nổ đầu tiên đây là một trong những kỹ năng đặc biệt nhất của Suna tiếp theo đó là nó bút cho bút cho đồng minh các bạn bằng việc là các bạn thấy nó có những dòng dòng bút bên cạnh đồng minh nè bút rất là nhiều cái chỉ số cho đồng minh và thông qua việc là bút nhiều đồng minh như vậy thì Rimuru cái con Suna của chúng ta các bạn nó sẽ được vào nhiều chế độ chơi hơn hiện tại thì Suna đã đã rất cứng trong một vài meta nhưng là chúng ta đã có Suna vào trong BBB đặc biệt là trong TS cướp đột khờ bấu. và trong Metabot là vương quốc biển rủa sơ thì gần như lúc nào các bạn cũng có thể thấy mặt những vị tướng này còn Rimuru khi mà các bạn sử dụng để đi đi BVE sau các bạn đi đi thử nghiệm như thế này này các bạn sẽ thấy đây là một con tướng vô cùng đặc biệt với khả năng nổ full màn hình và nổ liên tục gần như không thấy con tướng này đánh thường tuy nhiên đi sách đi thực chiến các bạn thì lượng đam gây ra bởi kỹ năng này của vị tướng này nó vô cùng thấp các bạn và cái khả năng quan trọng nhất của Rimuru ở trong cái meta cũng như là trong Espera hiện tại đó người ta có thể khai thác được đó là thông qua kỹ năng đặt tên bút tới 45% chỉ số của mục tiêu của bạn. Đây là một trong những kỹ năng quan trọng nhất và là cái cách mà Rimuru xuất hiện trong Meta với vai trò là support. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử vào một dòng xem thử hiện tại thì giữa Rimuru và Suna người ta đang dùng cái con tướng này nhiều hơn các bạn. oh, sorry mình mình quên mất cái thời điểm mình lên cái video này là nó đang rơi vào cái thời điểm vương quốc bị rủ CR và hành lang ác mộng cũng như là TS cướp đột kho báu hiện tại nó đang reset những cái chế độ chơi như đó hiện tại nó đang reset các bạn nó đang reset và nó đang rơi vào cái thời gian chờ nên chúng ta không thể xem được cái độ phổ biến của Rimru và Suna trong những chế độ chơi này thì đâu đó là chúng ta vẫn còn cái giải vô địch thiền thoại hiện tại đang vẫn còn nè giải vô địch thiền thoại hiện tại đang vẫn còn thì chúng ta có thể dạo một vòng và nghi nghiêng xem thì hiện tại nếu mà trong giải vô địch thiền thoại thì người ta có sách những cái con tướng này vào ta hay không trong khu vực 22 thì hiện tại chưa thấy người ta xài trong những cái team BVB các bạn thì mình sẽ sang cái khu vực khác xem xem sao nha Rimuru và Suna chúng ta đều nhận thấy là những cái con tướng vô cùng quen thuộc ha những con tướng rất là quen thuộc các bạn nhưng mà bộ đôi tướng Rimuru và Suna của chúng ta thì chưa thấy ở đây đặc biệt là Rimuru nha Rimuru hiện tại nó chưa được dùng nhiều đâu các bạn TS thì mình đã thấy cái con Suna vào vào tim rồi có một tiêm TS 1 Suna nhưng mà trong giải vô địch điện thoại mùa này hiện tại chưa thấy các bạn xài chúng ta đây là cái giải vòng 32 tức là đang vòng loại thôi các bạn chúng ta có vòng số 64 vòng 32 sau đó chúng ta sẽ có một cái vòng gọi là vòng trong chưa thấy luôn sang khu vực 3 tìm kiếm những cái tên khác xem sao các bạn G1, G2 và G8. Mấy bạn này uh, top đều rất là cao, top vương quốc bị 000 rủa CR người ta top 6, top 8 đâu các bạn, top 28 đều là những con ạc siêu vip các bạn. Chúng ta có Moki nè, chúng ta có Nila nhưng mà Suna, Rimuru hiện tại trong cái giải vô địch thiền thoại, cả hai đều vấn bóng các bạn. Aiden và Eli người ta còn dùng cái cả Flora người ta cũng còn xài chị các bạn nhưng mà hai con Suna với lại con Rimuru thì không thấy ở đây bé bé rồng của chúng ta cũng có mặt nè nhưng mà còn bé Suna cộng với bé Rimuru thì trong BBB gần như mất hút hai em long tộc là Nila cùng với Hewin thì có có vào Meta các bạn ha. Tuy nhiên chị Đại nhà chúng ta là quay nét thì lại không thấy mặt mũi đâu. Cubirus. Đây là một bang rất lớn các bạn nha. Bang Cubirus là một trong những bang rất lớn. Ồ, chúng ta có chị Đại của quay trong tim kia kìa. ok thì uh, rất là su tại vì mình lên video này mà mình quên mất là cái thời điểm lên video này đó là cái thời điểm mình reset vương quốc biển rủa hành lang ác mộng do đó thì chúng ta sẽ không tham khảo được quá nhiều các bạn tuy nhiên uh, đây, 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 đây đây đây, có một tim người ta đã dùng con suna này các bạn ha tìm mỗi mòn nhất là người ta cũng đã dùng suna vào một tim và người ta dùng tim này trong tim ở Hoa Kinh. Đây là Hoa Kinh này là waqin thì tướng thường đây What the? Người ta dùng tim tướng thường các bạn. Không phải là anh ra là tướng xịn. Tim này là tim tướng thường. Rất lạ nha. Anh ra tướng thường các bạn. Oh, anh tan ra cùng với Suna. Cho vào tim BBB luôn. Lạ đời. đây không phải là một dạng tim siêu mạnh và kiểu như là tim chúng ta có có giá trị tham khảo cao các bạn đây là một tim cực kỳ yếu thôi của một bạn kiểu như là các bạn tới top 40 đấu top 40 thế giới rồi nên chúng ta cũng không có tham khảo được gì nhiều tim của bạn chỉ mang tính tham khảo thôi tại vì bạn thiếu tướng bạn cho vào ha nhưng mà cũng có một giá trị nhất định nó cũng win được ba con kia các bạn rồi hiện tại trong giải vô địch thiền thoại thì có thể thấy là vẫn bóng cái cặp đôi luôn cả Rimuru và Suna. Bộ đôi tướng không gian mới này trong bbb hiện tại đang không được đánh giá cao tuy nhiên trong ts các bạn trong cấp độ khởi bấu thì hiện tại mình đã thấy suna vào meta rồi nha con rimuru cũng có nhưng mà nó có thể in out được thay thế cho vị trí của con emilia và mình thấy người ta dùng emilia thì tốt hơn cả dùng con rimuru trong vương quốc bị rượu cr thì cũng có xuất hiện của suna rồi các bạn chốt lại giữa cái con suna và con rimuru các bạn nếu mà các bạn chỉ chọn một trong hai thì theo mình các bạn nên chọn nhất là cái con suna này dù gì thì đây cũng là một con sập bột thuần thì nó sẽ nó sẽ gắn bó lâu dài hơn với meta, còn bạn nào mà kiểu như các bạn yêu thích Rimuru từ các bạn là wibu các bạn yêu thích Rimuru từ anime các bạn quá thì các bạn có thể chọn con Rimuru theo sở thích của mình nha. Còn nếu mà các bạn lựa chọn được hơn giữa hai con Rimuru và Suna thì theo mình thì các bạn nên lấy con Suna hơn. Nếu mà các bạn chỉ chọn chỉ đổi được một còn tất nhiên rồi nếu mà đổi được cả hai thì các bạn nên lấy cả hai luôn tại vì tướng không gian mỗi đợt sự kiện như thế này thì chỉ có một lần duy nhất thôi các bạn sau những đợt sự kiện như thế này thì các bạn muốn lấy được những con tướng này thì các bạn phải chờ rất lâu nó mới mở ra một là nó bán trong shop hai là nó cho thuê hai là nó sẽ cho thuê các bạn các bạn có thể, có thể thuê lại từ những người chơi khác không thì các bạn sẽ mua trong shop nhiều như shop đấu trường hoặc là shop mê cung đó rất chờ rất là lâu các bạn mới có cơ hội sở hữu lại những vị tướng này nên nếu mà bạn nào đổi được thì các bạn cứ ưu tiên đổi luôn cả hai còn nếu các bạn đổi được một á, thì các bạn nên ưu tiên lấy con Suna nha Ok rồi và mình xin phép được kết thúc, kết thúc video mình tại đây Chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau Nếu các bạn thấy hay đừng like, subscribe và nhấn vào chuông thông báo để xem thêm các video mới cũng như là ủng hộ kênh nha Chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin chào tạm biệt Bye bye